8 giờ 30 phút sáng, các chiến sĩ cảnh sát giao thông thuộc đội tuần tra dẫn đoàn của Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã có mặt để kiểm tra phương tiện, kỹ thuật trước khi tham gia công tác diễn tập. Dàn xe chuyên dụng được sắp xếp ngay ngắn, cán bộ chiến sĩ được quán triệt nhiệm vụ, quyết tâm đảm bảo an toàn cho đoàn khách và nhân dân. Điều khiển một chiếc mô tô phân khối lớn như này thì người điều khiển thứ nhất là phải có chiều cao và sức khỏe và có tập huấn kỹ càng, được cấp bằng chứng chỉ nghiệp vụ và được thường xuyên tập luyện các kỹ năng. Bản thân thì là cán bộ chiến sĩ thì luôn phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước, lãnh đạo công an thành phố giao cho đấy. Công tác diễn tập phương án được thực hiện theo đúng lộ trình tuyến đường đoàn khách quốc tế đi qua tại Việt Nam. Việc thực hiện nhiệm vụ vào giờ cao điểm sáng, lưu lượng phương tiện đông, cán bộ chiến sĩ vừa phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho đoàn khách, vừa phải đảm bảo hoạt động học tập, làm việc của người dân. Chúng tôi cũng được huấn luyện riêng cho công tác nhiều nội dung liên quan đến công việc của cảnh sát giao thông thông thường. Thì chúng tôi cũng phải tập luyện làm quen với các phương tiện chuyên dùng, hướng dẫn chỉ huy khi ngồi trên các phương tiện. Trước mỗi sự kiện thì chúng tôi cũng phải chuẩn bị chu đáo cho những thứ nhỏ nhất, những đơn vị dẫn đoàn như chúng tôi nhưng không được có những sai sót, và an toàn phải là trên hết. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cũng phối hợp chặt chẽ với Công an các quận huyện, triển khai phương án đảm bảo giao thông và dẫn đoàn trong suốt quá trình hoạt động của đoàn tại Hà Nội. Đồng thời, tăng cường tuần tra kiểm soát, triển khai phương án giải tỏa ùn tắc giao thông ngay sau khi đoàn đi qua. Công an thành phố yêu cầu tất cả các phương tiện khi tham gia giao thông phải nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông đường bộ. Khi gặp các xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ, phải khẩn trương chuyển hướng vào các đường ngang, điểm giao cắt gần nhất theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để nhường đường cho đoàn xe ưu tiên.